bản tin sẽ là một số cập nhật về tình hình thời tiết. Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về cường độ và tần suất, ảnh hưởng rõ rệt hơn đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết trong mấy ngày tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu kết hợp với rìa xa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 7, áp giảm dần, độ ẩm thay đổi ít. Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, áp và độ ẩm ít thay đổi. Theo dự báo, sắp tới sẽ có một không khí lạnh có khả năng tăng cường xuống miền Bắc, sau đó suy yếu dần. Do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu gió đông trên cao, nên dự báo về đêm, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nền nhiệt giảm trời lạnh. Hà Nội trong thời gian này, dự báo trời nhiều mây có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động trong từ 20 đến 27 độ. Lạng Sơn trong những ngày tới trời nhiều mây có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ, cao nhất từ 20 đến 22 độ. Thời tiết Hải Phòng trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ dao động từ 20 đến 25 độ. Sau vài ngày, nhiệt giảm dần, dao động từ 19 đến 23 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng nửa sau tháng 11, không khí lạnh có khả năng gia tăng về cường độ và tần suất. Các tỉnh miền Trung, sau nhiều ngày tạnh ráo, từ khoảng ngày 4 đến ngày 7 tháng 11, do chịu tác động của nhiễu gió đông trên cao, nên trời có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.